phải ám sát hắn cho bằng được. Thưa Tổng thống, hắn đòi 100 cân vàng để lên kế hoạch và nuôi quân. Tốn bao nhiêu tiền cũng phải chi, miễn sao phải được việc. Xin kính chào quý độc giả. Trong giai đoạn từ năm 1956 đến năm 1963, chính quyền đệ nhất Cộng hòa có một kẻ thù khiến hai anh em ông Diệm ghét cay ghét đắng, thậm chí đã bỏ ra 100 kg vàng để lật đổ và hạ sát bằng được nhân vật này. Kẻ thù của anh em ông Diệm là ai mà khiến Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu phải chi số vàng lớn như vậy? Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung ngay sau đây. Chính quyền Ngô Đình Diệm, Sihanouk và Mỹ. Trong khi Hoa Kỳ tìm cách loại bỏ ảnh hưởng của người Pháp tại miền Nam, thì ngược lại, họ vẫn củng cố Sihanouk, mặc dầu ai cũng biết Sihanouk chỉ là con cờ của người Pháp duy trì bằng bất cứ giá nào tại Đông Dương. Năm 1956, ông Ngô Đình Nhu qua Nam Vang cùng với chủ trương ve vãn Sihanouk. Lúc ấy Hoa Kỳ chưa phải là thế lực đáng kể tại bán đảo Đông Dương và Hoa Kỳ tán trợ đường lối ve vãn Sihanouk của ông Nhu. Theo bác sĩ Trần Kim Tuyến, thì ông Nhu được Sihanouk tiếp đón một cách trọng thể. Tuy không có nghi lễ chính thức nhưng Sihanouk đã dành cho ông Nhu một ngoại lệ, nghĩa là tiếp ông như một quốc trưởng. Sau đó Sihanouk chính thức được mời qua thăm Sài Gòn và dịp này Sihanouk được tiếp đón hết sức trọng thể. Cuộc hội đàm giữa Sihanouk và Ngô Đình Nhu được coi là rất tốt đẹp. Nhưng Tổng thống Diệm vốn là người không khéo léo trong sự giao tế qua hình thức nghi lễ. Vẫn theo bác sĩ Tuyến, trong cuộc gặp gỡ Sihanouk, Tổng thống Diệm vẫn giữ vẻ nghiêm trang đạo mạo, do đó mà thiếu sự thân mật cởi mở cần phải có đối với một nhà chính trị. Kết quả là khi trở về nước, Sihanouk lại tiếp tục chính sách ve vãn Cộng sản và bất thân thiện với miền Nam. Cũng từ đó, Việt Nam Cộng hòa và Campuchia giữ miếng nhau. Theo bác sĩ Tuyến, ông Nhu chủ trương phải triệt hạ cho bằng được Sihanouk. Khi ông Nhu chủ trương như vậy thì Hoa Kỳ tiếp tục ve vãn Sihanouk. Một xa lộ thanh thang nối liền Nam Vang với Sihanouk Vinh được Mỹ thực hiện để làm quà dâng cho ông vua xứ Chùa Tháp. Rồi một bệnh viện lớn cũng được Hoa Kỳ xây cất tại Nam Vang. Nhưng Sihanouk vẫn tiếp tục chính sách riêng của ông ta và tiếp tục công kích người Mỹ. Xa lộ Nam Vang Sihanouk do Mỹ viện trợ khánh thành chưa được bao lâu thì Trung Cộng lại nhảy vào viện trợ cho Campuchia và dựng lên cả một hệ thống cột điện chạy dài trên xa lộ của Mỹ. Bệnh viện tại Nam Vang do Mỹ xây cất thì lại do Nga Xô viện trợ máy móc cùng các đồ trang bị thuốc men với một số bác sĩ người Nga. Dù ve vãn, Mỹ vẫn bị Sihanouk đá bay khỏi Campuchia. Tuy vậy, Mỹ vẫn cố gắng tìm mọi cách cơ hội ve vãn Campuchia và đồng thời ngăn chặn không cho miền Nam phá Sihanouk. Hậu quả là Mỹ vẫn trắng tay tại Campuchia, nhưng Mỹ muốn tách biệt miền Nam với Campuchia. Chúng tôi kể lại đây một câu chuyện mưu sát Sihanouk do miền Nam chủ động, nhưng Mỹ lại chịu tai bay vạ gió và nồng độ chống Mỹ của Sihanouk lại càng tăng. Đây cũng là một thí dụ cho biết rằng, đối với Mỹ thì đừng có do dự khúm núm và phải đặt Mỹ vào trước những việc đã rồi và phải trói chặt chân tay họ vào biến cố. Tháng 8 năm 1963, bà Ngô Đình Nhu nói trong phiên họp phụ nữ liên đới rằng phải trói chân trói tay mấy thằng phiêu lưu đó mà hành hạ, tức ám chỉ người Mỹ. Câu nói đó tuy có đại ngôn, nhưng nghĩ lại cũng đáng cho ta suy nghĩ. Trở lại câu chuyện ám sát Sihanouk, thì đó cũng là trước ám sát Sihanouk, sau hành hạ Mỹ cho vui. Số là sau khi ông Ngô Trọng Hiếu rời khỏi chức vụ đại diện Việt Nam Cộng Hòa tại Campuchia, thì tòa đại diện Sài Gòn vẫn duy trì cơ sở như cũ. Việt Nam Cộng Hòa và Campuchia tuy rất căng thẳng, nhưng chưa đến đoạn giao. Dù vậy, cơ quan tình báo phủ Tổng thống vẫn nhận được chỉ thị phải hạ bằng được Sihanouk bằng bất cứ giá nào. Âm mưu này muốn đạt được kết quả thì trước hết phải canh chừng Mỹ. Xử lý chức vụ đại diện lúc ấy là ông Phạm Trọng Nhơn, một điệp viên của Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại Nam Vang, có biết được một kỹ sư người Mỹ. Người này có trách nhiệm thiết lập xa lộ Nam Vang, Sihanouk Vinh. Điệp viên này được mật lệnh phủ Tổng thống là phải bám sát viên kỹ sư người Mỹ và tìm cách khai thác ông ta.
Điệp viên kể trên báo cho cơ quan tình báo phủ tổng thống biết là viên kỹ sư Mỹ sắp trên đường về nước, sẽ ghé qua Hồng Kông. Ngày lên đường về nước, viên kỹ sư người Mỹ sẽ ghé qua chào tạm biệt quốc trưởng Sihanouk và Hoàng Thái Hậu. Đó cũng là ngày Sài Gòn bật đèn xanh cho phép các điệp viên hành động. Tình báo tại Nam Vang có chuyển về Sài Gòn một tấm danh thiếp của viên kỹ sư người Mỹ cùng bút tích của ông ta. Lập tức, cơ quan tình báo phủ tổng thống in lại danh thiếp của viên kỹ sư người Mỹ và giao cho điệp vụ. Kế hoạch được ông Nhu hoàn toàn tán thành. Hai chiếc vali tuyệt đẹp được dùng vào việc giết quốc trưởng Sihanouk. Chiếc vali thứ nhất thì đựng một số kỳ vật quý giá xuất xứ từ Hồng Kông. Chiếc vali thứ hai nó sẽ quyết định số mạng của Sihanouk. Ngoài một số kỳ vật, còn có một cái hộp ngà hảo hạng xuất xứ từ Đài Loan. Và bên dưới những món đồ giá trị đó là loại thuốc nổ cực mạnh được các điệp viên hay dùng. Chỉ cần mở chiếc vali lên là khối thuốc nổ được kích hoạt. Sau khi hóa trang và làm dấu cẩn thận, hai chiếc vali này được mang lên xe mang biển số ngoại giao của ông Phạm Trọng Nhơn. Chính ông Phạm Trọng Nhơn có nhiệm vụ chở chiếc vali này lên Nam Vang, nhưng ông cũng không biết được nội dung ra sao, và ông Nhơn cũng chỉ cảm thấy có chuyện gì khác lạ sắp xảy ra. Nhờ xe mang biển số ngoại giao mà ông Phạm Trọng Nhơn cùng hai chiếc vali đã vượt được qua biên giới và đến tòa đại diện hoàn toàn tốt đẹp. Tại Sài Gòn, cơ quan tình báo phủ tổng thống theo dõi từng giây phút với bao nhiêu lo âu hồi hộp. Nếu như bị tình báo Campuchia phát hiện, thì băng giao miên Việt lần này sẽ đứt đoạn luôn, không còn gì hàn gắn được nữa. Ông Ngô Đình Nhu cùng mấy cộng sự viên thân cận đã tính toán thế này. Nếu giết được Sihanouk, thì việc đầu tiên phải đưa Sơn Ngọc Thành về Nam Vang để làm chủ tình hình. Ngoài mấy điệp viên chủ chốt, thì tòa đại diện Việt Nam không một ai hay biết gì về âm mưu kế hoạch này, kể cả ông Phạm Trọng Nhơn cũng chỉ được dỉ tai qua là sẽ có một vụ nổ lớn tại Nam Vang. Theo kế hoạch đã dự định, điệp viên Nhơn cải trang thành một nhân viên của nhà thầu Mỹ, nơi mà các viên kỹ sư Mỹ phục vụ. Khoảng 9 giờ sáng, điệp viên Nhơn dùng xe hơi vào Hoàng Cung và xin ý kiến viên giám đốc nghi lễ Hoàng Cung để trao tặng phẩm của viên kỹ sư người Mỹ. Nhân nói là viên kỹ sư người Mỹ ghé qua Hồng Kông đã mua hai vali tặng phẩm này để gửi tặng quốc trưởng Sihanouk và ông giám đốc nghi lễ. Giám đốc nghi lễ Hoàng Cung cũng là chỗ bạn thân của viên kỹ sư người Mỹ nên không do dự gì cả, và ông cũng vui vẻ nhận hai vali quý giá. Chiếc vali thứ nhất tặng viên giám đốc nghi lễ cùng với danh thiếp của viên kỹ sư người Mỹ, và trên danh thiếp không quên viết mấy hàng chữ thăm hỏi viên giám đốc nghi lễ. Khi viên giám đốc nghi lễ mở chiếc vali phần tặng của ông ta, thì chiếc vali này chứa đựng toàn tặng phẩm đắt tiền. Sau đó ông ta đem chiếc vali vào phòng khách riêng của Sihanouk. Chiếc vali này niêm phong kỹ càng và đề chữ kính tặng Hoàng Thái Hậu và quốc trưởng Khmer, cùng với phong thư đựng tấm danh thiếp của viên kỹ sư người Mỹ với những lời lẽ rất đẹp đẽ và lời chào tạm biệt Hoàng Thái Hậu và quốc trưởng Sihanouk. Phòng khách lúc ấy lại có mặt cả hai mẹ con Sihanouk, nhưng lại nhằm đúng vào giờ Thái tử Sihanouk và Hoàng Thái Hậu phải ra đại sảnh để tiếp đón phái đoàn sinh viên Trung Quốc cùng đi với một số sinh viên Campuchia. Thái tử Sihanouk vừa cất lời khuyên nhủ sinh viên thì một tiếng nổ kinh hoàng làm rung động cả Hoàng Cung. Số là khi Sihanouk và Hoàng Thái Hậu ra đại sảnh tiếp sinh viên, thì viên giám đốc mở vali lấy tặng phẩm để dâng lên Thái tử. Chiếc vali đã phát huy tác dụng, viên giám đốc nghi lễ chết tan thây. Cả thủ đô Nam Vang náo động, buổi phát thanh lúc 12 giờ trưa đài VOA cũng như Mạc Tư Khoa đều loan tin và cho biết vắn tắt Thái tử Sihanouk đã thoát hiểm, nhưng dân Nam Vang lại không tin và cho rằng Sihanouk đã chết tan thây. Cơ quan tình báo loan tin về Sài Gòn, tất cả mừng ra mặt và thực hiện giai đoạn 2, nhưng chỉ ít phút sau, thông tin báo lại là cuộc mưu sát bất thành. Cho đến lúc ấy, tòa đại sứ Mỹ vẫn chưa biết được tình báo Việt Nam Cộng Hòa chủ động vụ này. Nhưng chỉ một ngày sau thì báo chí Campuchia đều chĩa mũi dùi vào Mỹ, băng giao Mỹ-Campuchia lại một lần nữa căng thẳng. Có một điều lạ là Campuchia không nghi ngờ Sài Gòn, Hoa Kỳ lãnh đủ cơn tay bay vạ gió này. Dư luận báo chí tại Campuchia có dịp được ồn ào mà sát người Mỹ thậm tệ. Ít lâu sau, một người Việt Nam cũng bị bắt vì Campuchia tình nghi ông ta là nhân viên tình báo của CIA có liên quan đến vụ mưu sát Sihanouk. Thực ra Phạm Thanh Tòng hết sức oan uổng, ông ta chỉ làm nghề viết báo. Sau đó ông ta bị kết án tử hình. Mãi gần đến sau cuộc đảo chính của Non Non, ông mới được trả tự do. Cuộc mưu sát Sihanouk bất thành nên kế hoạch đưa Sơn Ngọc Thành đành xếp lại. Miền Nam bắt đầu nghiên cứu một kế hoạch mới mà Sơn Ngọc Thành sẽ giữ một vai trò chủ chốt. Trước vấn đề nan giải này, ông Nhu hỏi bác sĩ Tuyến xem có cắt xén ngân sách và ngoại viện được không. Điều này không thể được vì sẽ lộ ngay, và khi tòa đại sứ Mỹ biết được thì họ sẽ không bao giờ chấp thuận dùng khoản tiền ngoại viện để viện trợ cho họ Sơn. Do đó chỉ còn cách trích trong quỹ đen của phủ tổng thống.
Nếu dồi dào phương tiện thì Sơn Ngọc Thành có đủ khả năng phát triển tổ chức của ông đến mức độ lớn mạnh. Nhưng rốt cuộc, ông ta cũng đành thúc thủ trong một hoàn cảnh hết sức thiếu thốn. Mỗi tháng phủ tổng thống chỉ có thể viện trợ cho Sơn Ngọc Thành vài 300 bạc mặt. Tuy có điều số tiền này được trao tận tay cho họ Sơn và ông ta có thể chi tiêu như thế nào tùy ý. Điều đó theo bác sĩ Tuyến đã làm cho Sơn Ngọc Thành rất cảm động. Nơi ăn trốn ở và sự di chuyển của Sơn Ngọc Thành hoàn toàn bí mật. Cơ quan CIA của Mỹ cũng biết nhưng cũng không có một phản ứng nào. Vì lẽ tiền mà Việt Nam Cộng Hòa tài trợ cho Sơn Ngọc Thành không thuộc ngân sách ngoại viện. Đầu năm 1960, lực lượng họ Sơn quy tụ vào khoảng 400 tay súng, phân tán trong hai vùng mật khu Châu Đốc và Bình Long. Sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa trực tiếp đảm nhận huấn luyện và làm cố vấn cho lực lượng vũ trang này. Tuy họ có tinh thần chiến đấu và hoàn toàn gan dạ, nhưng lại hoàn toàn thiếu về mọi mặt phương diện, nhất là vũ khí, quân trang, quân dụng. Trong khi đó Hoa Kỳ thì vũ khí đổ đi không hết, nhưng tuyệt nhiên Hoa Kỳ không viện trợ cho lực lượng Sơn Ngọc Thành lấy một cây súng. Chính quyền Ngô Đình Diệm chỉ còn cách vơ vét một số khí giới thuộc loại phế thải của Pháp như MAT-49, MAT-36 để giúp họ Sơn. Nếu nói rằng Mỹ viện trợ vũ khí cho Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa có toàn quyền sử dụng vũ khí ấy thì hoàn toàn không đúng. Cố vấn Mỹ kiểm soát một cách khắt khe nên phủ tổng thống không thể dùng vũ khí của Mỹ để tặng họ Sơn, bởi nhất đều không thể qua con mắt nhòm ngó của tình báo Mỹ. Về phía Tây, Sơn Ngọc Thành được Thái Lan yểm trợ, nhưng bản doanh vẫn là Sài Gòn. Chủ trương của Hoa Kỳ theo Ngô Đình Nhu là một sự lừa gạt xấu xa. Theo bác sĩ Trần Kim Tuyến, thì ông Ngô Đình Nhu chủ trương quyết hạ bằng được Sihanouk, vì nếu không thì chính Sihanouk cũng sẽ là mũi dùi cực mạnh, đâm ngang hông Việt Nam Cộng Hòa. Biên giới Việt Miên nếu còn Sihanouk, thì đây sẽ trở thành vùng chiến lược bất khả xâm phạm của Cộng sản. Đối với Sihanouk, ông Nhu chỉ còn có hai giải pháp. Một là lật nhào ông ta, hai là trở lại ve vãn thân thiện. Giải pháp ve vãn thân thiện bất thành, cho nên miền Nam chỉ còn một cách là đương đầu quyết liệt với Campuchia. Con đường này lại đi ngược lại chủ trương của Mỹ. Kể từ năm 1960, khi chiến cuộc gia tăng và nhất là trận đánh Kiến Phong giữa lực lượng chính quy của Cộng sản với tiểu đoàn 1 Tể Dù, người Mỹ mới bắt đầu nhận ra sự thực, Campuchia đã trở thành căn cứ địa an toàn của mặt trận giải phóng miền Nam. Lực lượng Cộng sản đã xuất phát từ bên kia lãnh thổ Campuchia tiến qua đánh Kiến Phong. Tuy biết sự thật như vậy, nhưng vẫn giữ chủ trương ve vãn o bế Sihanouk, không phải là các chiến lược gia Mỹ không hiểu rõ tầm mức quan trọng của lãnh thổ Campuchia đối với cuộc chiến Việt Nam, nhưng lúc đấy Hoa Thịnh Đốn vẫn còn chủ trương giới hạn cuộc chiến trong cục bộ miền Nam. Đầu năm 1963, với trận ấp Bắc, tuy không có gì đáng gọi là một trận thua lớn, sự thiệt hại giữa Việt Nam Cộng Hòa và mặt trận giải phóng được coi là thế cân bằng, nhưng Hoa Kỳ lại lợi dụng trận đánh này và tạo áp lực mạnh với Tổng thống Kennedy, buộc chính quyền Ngô Đình Diệm phải thay đổi chiến lược và chiến thuật. Cũng từ năm 1963, VN Talk For mà chủ chốt là Hitzman nhận định rằng phải thay đổi thái độ với Sihanouk, nghĩa là chấm dứt giai đoạn o bế ve vãn. Trong khi đó thì ông Ngô Đình Nhu lại làm ngược lại, nghĩa là bắt tay với Pháp, tìm ở De Gaulle một điểm tựa. Ông Nhu đồng thời cũng muốn hâm nóng mối băng giao Việt Miên đã bị nguội lạnh từ lâu. Hoa Kỳ coi chủ trương này như một mối đe dọa cho thế đứng của họ tại bán đảo Đông Dương, bởi vì khi Hoa Kỳ muốn đẩy mạnh cuộc chiến, muốn mở rộng địa bàn hoạt động, thì toan tính của ông Nhu lấy Pháp làm thế tựa, tìm ở Campuchia một thái độ trung lập tích cực, nghĩa là trung lập giữa Việt Nam Cộng Hòa và Cộng sản Bắc Việt, thì chủ trương ấy đã tự nói lên tính cách và đe dọa nguy hiểm đối với toan tính của Hoa Kỳ. Đó cũng là lý do khiến người Mỹ nóng lòng muốn thanh toán ngay Ngô Đình Diệm. Ngày 19 tháng 7 năm 1963, nghị sĩ Wade Small thuộc Ủy ban Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố không đồng ý cho một đô la nào nữa để ủng hộ một chế độ độc tài tàn bạo của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Được nhập tịch Việt, người Miên 1959 coi đó như là một thắng lợi. Trong vụ đấu tranh Phật giáo năm 1963, Campuchia được ghi nhận là nước công kích chính quyền Ngô Đình Diệm mãnh liệt nhất. Ngay từ tháng 7 năm 1963, khi cuộc tranh đấu Phật giáo trở nên mãnh liệt, thì Sihanouk đã tìm mọi cách vận động khối người Việt gốc Miên tham gia cuộc đấu tranh này, với chú ý lật đổ cho kỳ được Ngô Đình Diệm. Nhưng Sihanouk đã không thành công như ý muốn, bởi cộng đồng người Việt gốc Miên tại miền Tây vốn có cảm tình đặc biệt với cựu thủ tướng Sơn Ngọc Thành, và dĩ nhiên trong hoàn cảnh lúc ấy, Sơn Ngọc Thành phải giữ thế trung lập giữa chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và Phật giáo. Nói đến cộng đồng người Việt gốc Miên thì không thể nào bỏ qua thế lực của các sư sãi Miên. Các vị sư sãi này luôn luôn là các thủ lãnh uy quyền đối với đồng bào họ và đa số lại có cảm tình đặc biệt với Sơn Ngọc Thành. Khi phái đoàn Phật giáo đến ý kiến Tổng thống Diệm vào ngày 15 tháng 5 sau vụ nổ Đài Phát thanh Huế, Hòa thượng Lâm Em đã phát biểu: "Được gặp Tổng thống như thế này, tôi thấy tốt đẹp lắm." Từ đó, tuy có tiếng trong Ủy ban Liên phái, nhưng Hòa thượng Lâm Em cũng như Sơn Thái Nguyên
vẫn giữ thái độ ôn hòa với chính phủ Ngô Đình Diệm, nếu không muốn nói là họ giữ thân thiện với chính quyền. Nhờ vậy, trong suốt cuộc đấu tranh Phật giáo năm 1963, người Việt gốc Miên tại miền Tây vẫn thụ động. Những tỉnh có nhiều người Việt gốc Miên, chiếm đa số như Trà Vinh, Sóc Trăng, đều không có một phản ứng nào đáng ghi nhận. Trong 4 vùng chiến thuật, thì vùng 4 và miền Tây được coi là yên tĩnh về mặt Phật giáo. Mặc dù Sihanouk với sự hỗ trợ đắc lực của tổ chức giáo phận thuộc mặt trận giải phóng miền Nam, song ông vẫn không sao kích động được cộng đồng người Việt gốc Miên để họ đứng lên chống chính phủ Ngô Đình Diệm. Được như vậy là nhờ sự ảnh hưởng của Sơn Ngọc Thành và uy quyền lớn lao của Hà Thượng Lâm Em, vị thủ lãnh của các sư sãi Miên tại miền Nam. Điều đáng kể là chính quyền Ngô Đình Diệm nắm giữ cộng đồng người Việt gốc Miên chính là nhờ Trục Lâm Em, Sơn Thái Nguyên, Sơn Ngọc Thành. Năm 1950, đã có đề nghị yêu cầu đặt người Việt gốc Miên thành dân tộc thiểu số như đồng bào Thượng. Các thủ lãnh của họ phản đối, Hòa Thượng Lâm Em cũng như sư sãi Miên cho như thế là hạ nhục người Miên. Đề nghị này được hủy bỏ. Các thủ lãnh Miên coi đó như một chiến thắng và là một ân huệ của Tổng thống Diệm dành cho họ. Với chính sách ve vãn Campuchia và nắm giữ cộng đồng người Miên tại miền Tây, Tổng thống Diệm đã dành cho họ nhiều ưu tiên và đó cũng là cách nhằm nâng cao uy tín của Sơn Ngọc Thành, vuốt ve lòng tự ái dân tộc của cộng đồng người Miên, vốn đã có nhiều mặc cảm với người Việt. Khi người Miên được nhập Việt tịch, họ coi đó như là một thành công đáng kể, tức là được đối xử ngang hàng với người Việt. Có điều rất khó hiểu là năm 1969, người Miên lại muốn trở thành dân tộc thiểu số tại miền Nam. Theo sự tiên liệu thì đây chỉ là một chiến thuật nằm trong sách lược của ngoại bang, muốn biến người Việt gốc Nguyên thành dân tộc thiểu số, rồi từ thiểu số sẽ dễ dàng bước qua một giai đoạn khác, tức là giai đoạn phát động phong trào tự trị của người Miên tại miền Tây. Năm 1959, Thái tử Sihanouk tìm mọi cách phát triển uy tín và cơ sở vật chất hạ tầng tại cộng đồng người Việt gốc Miên. Nhưng như trên đã viết, uy tín của Thái tử Sihanouk vẫn mờ nhạt trước một Sơn Ngọc Thành và Lâm Em. Vụ đấu tranh Phật giáo năm 1963 là một thất bại lớn của Sihanouk tại miền Tây, vì Sihanouk không đạt được âm mưu khuấy động tại đây với danh nghĩa đấu tranh cho năm nguyện vọng của Phật giáo. Trong khi đó tại Nam Vang, Sihanouk dùng mọi nỗ lực để yểm trợ tinh thần cho cuộc đấu tranh của Phật giáo. Báo chí từ phe Miên đến phe Tả đều nhất loạt lên án chính quyền Ngô Đình Diệm. Ngôi chùa Olalum, một ngôi chùa lớn được xây cất tại Nam Vang, đã trở thành trung tâm đấu tranh của Phật giáo. Trong buổi lễ khánh thành ngôi chùa này vào đầu tháng 6 năm 1963, Thái tử Sihanouk đã tuyên bố những lời đanh thép, lên án chính sách kỳ thị tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm. Sihanouk cũng đã dự lễ cầu siêu cho Phật tử Việt Nam Cộng Hòa mà ông ta cho rằng là nạn nhân của chính phủ Ngô Đình Diệm. Ngày 9 tháng 6 năm 1963, chính phủ Miên tổ chức một cuộc meeting tại chùa Olanum để gọi là biểu dương tinh thần đoàn kết Phật tử để phản kháng chính quyền Ngô Đình Diệm về sự áp đặt Phật giáo. Đối với Sihanouk thì Phật giáo năm 1963 là một cơ hội ngàn vàng để ông có dịp tố cáo Việt Nam Cộng Hòa đã đàn áp và giết hại nhiều người Miên cùng với các sư sãi tại miền Nam, không ngừng phát động cả một chiến dịch báo chí tấn công và bôi đen chính quyền Ngô Đình Diệm. Trong khi đó, cộng đồng người Việt tại gốc Miên lại tỏ ra thờ ơ và lạnh nhạt. Nhờ vậy mà vùng 4 chiến thuật không gặp một khó khăn nào trong vụ đấu tranh, ngoại trừ một vài địa phương như Bến Tre và Mỹ Tho, nhưng đều không đáng kể. Tại Nam Vang, ngày 2 tháng 11 năm 1963, tức là sau ngày đảo chính, và trước cái chết của anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm, Thái tử Sihanouk đã biểu lộ niềm hân hoan chưa từng có. Đêm ngày 2 tháng 11, Sihanouk mở tiệc hân hoan trong Hoàng Cung. Cái chết của Nhu Diệm đã đem lại cho nhân dân Campuchia một niềm vui mừng vô hạn. Thái tử Sihanouk chính thức tuyên bố Ngô Đình Diệm, kẻ thù của nhân dân Campuchia và Phật giáo đã phải đền tội. Đó là ngày lớn của lịch sử Đông Dương. Liên tiếp trong 3 ngày liền, Thái tử Sihanouk mở tiệc hân hoan, làm như chính ông ta đã ra tay, hạ được kẻ thù không đội trời chung. Sự thực thì anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm chính là kẻ thù không đội trời chung của Sihanouk. Sihanouk biết rõ chính quyền Ngô Đình Diệm đã tài trợ dung dưỡng tổ chức Khmer tự do của Sơn Ngọc Thành. Chỉ một điều này khiến Sihanouk căm thù chính quyền Ngô Đình Diệm như thế nào. Sihanouk đã dùng đủ cách để hạ sát Sơn Ngọc Thành, kể cả âm mưu dùng bàn tay của phòng nhì Pháp và mặt trận giải phóng miền Nam. Nhưng Sihanouk không thể làm gì được họ Sơn, bởi vì chính cái uy tín lớn lao của họ Sơn trong cộng đồng người Miên ở miền Nam đã tạo nên một bức tường thành bảo vệ kiên cố. Trên đây chúng tôi trình bày sơ qua về mối cừu hận của Sihanouk với chế độ Ngô Đình Diệm, và đó cũng là lý do khiến cho Sihanouk vô cùng hân hoan trước cái chết của anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm vào năm 1963. Tướng Đáp Chuân và 100kg vàng của Việt Nam Cộng Hòa. Quay ngược lại thời gian, khi Tòa đại diện Việt Nam Cộng Hòa được thiết lập chính thức mở đầu cho giai đoạn bang giao tốt đẹp giữa Việt và Miên
thì Pháp cũng như chính quyền Hà Nội bắt đầu lo ngại. Tòa đại diện Việt Nam Cộng Hòa đã thành công qua giai đoạn thân thiện và mua chuộc theo đúng nghĩa chỉ thị của Tổng thống Diệm. Tốn phí thế nào cũng được, miễn sao mua chuộc được người Miên. Ông Ngô Trọng Hiếu là đại sứ, có nhiệm vụ ve vãn làm thân với chính quyền Sihanouk. Nhờ vậy, Ngô Trọng Hiếu móc nối được tướng Đáp Chuân, mệnh danh là Phó Vương Cao Miên, một mình ông ta thống lãnh cả vùng Siêm Diệp, miền Tây của Campuchia. Giữa năm 1958, Sihanouk thay đổi chính sách ngoại giao. Việc đầu tiên là Sihanouk chấp thuận cho Trung Cộng đặt tại Nam Vang một đại diện thương mại. Đồng thời Sihanouk cũng tìm cách mở rộng băng giao với Cộng sản và bắt tay với chính quyền Hà Nội. Cuối năm 1958, Sihanouk thiên hẳn về khối Cộng. Ông đặc sứ Ngô Trọng Hiếu trở về Sài Gòn trong chiều hướng mới của Sihanouk đối với Cộng sản Bắc Việt. Nếu Campuchia với chiều hướng này sẽ là mối đe dọa lớn cho Việt Nam Cộng Hòa. Ông Ngô Đình Nhu chỉ thị nếu không kéo được Sihanouk về phe mình và nếu Sihanouk không tập trung thân Cộng thì chỉ còn cách mưu đồ hạ sát ông. Ông Ngô Trọng Hiếu đề nghị nên làm một cuộc đảo chính Sihanouk và đề nghị này Tổng thống Diệm hỏi ai có thể làm được. Ngô Trọng Hiếu đáp, Trình Cụ, tướng Đáp Chuân có thể làm được. Tổng thống Diệm lại hỏi ông Hiếu, vai trò của Đáp Chuân hiện nay ra sao? Ông Hiếu trình bày, tướng Đáp Chuân nắm hết quyền bính tại miền Tây Campuchia và lực lượng Hoàng cung tại Nam Vang đều là tay chân của Đáp Chuân. Trở lại Campuchia, ông Ngô Trọng Hiếu bắt tay liên lạc với tướng Đáp Chuân trong một chuyến săn tại khu rừng phía Bắc Siêm Diệp. Ông Hiếu cùng đi với tướng Đáp Chuân và tìm lời ngỏ ý. Tướng Đáp Chuân đang có chuyện bất mãn với Sihanouk và cho rằng Sihanouk chưa đủ trưởng thành để lãnh đạo đất nước. Đáp Chuân thuộc phe quân phiệt cực hữu và ông ta có chủ trương chống lại Sihanouk. Đáp Chuân lại có cô vợ bé người Việt mà ông ta đang sủng ái. Chính người vợ bé này đã giúp tòa đại diện Việt Nam Cộng Hòa trong nhiệm vụ giao liên để thuyết phục Đáp Chuân. Sau nhiều lần gặp gỡ và thảo luận, tướng Đáp Chuân đã đồng ý với đại sứ Ngô Trọng Hiếu về kế hoạch đánh chiếm Nam Vang và lật đổ Sihanouk. Tướng Đáp Chuân ngỏ ý ông cần một số đô la hoặc vàng để làm phương tiện dưỡng quân trong vòng 2 tháng. Điều kiện này không có gì là khó khăn và ông Ngô Trọng Hiếu lại trở về Sài Gòn trình lại với Tổng thống Diệm và ông Nhu. Tổng thống Diệm nói đơn giản, nếu thấy làm được thì cứ làm, tổn phí bao nhiêu cũng chịu, miễn là được việc. Ông Nhu cho mời bác sĩ Tuyến vào phòng để thảo luận cho kỹ lưỡng, cân nhắc lợi hại trước khi bắt tay hành động. Kế hoạch này được tuyệt đối bí mật, không một nhân vật cấp cao nào được biết rõ, ngoại trừ Phó Tổng thống Thơ, ông Nhu, bác sĩ Tuyến và ông Hiếu. Vấn đề khó khăn nhất là tìm đâu cho ra số vàng trên. Điều này Tổng thống Diệm giao phó cho ông Thơ giải quyết, vì ông còn là Bộ trưởng Kinh tế, nên nếu rút 100kg vàng trong chữ kim của ngân khố, sẽ không ai để ý và nghi ngờ, và sau đó sẽ tìm cách giải quyết lại sau. Phó Tổng thống Thơ đã góp công đắc lực trong phần vụ này. Số vàng trên đã được đóng vào thùng, niêm phong cẩn thận và tự tay ông Hiếu lái xe đưa đến Nam Vang. Rồi từ Nam Vang ông Hiếu dùng xe hơi trở lên tận Siêm Diệp, trao tận tay cho tướng Đáp Chuân. Trong khi đó thì Phủ Tổng thống cũng gửi lên Siêm Diệp hai chuyên viên. Hai chuyên viên này đáp máy bay lên thẳng Siêm Diệp và họ cũng không biết mặt ông Hiếu và cũng không rõ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa làm gì. Hai chuyên viên vô tuyến ăn ở ngay trong dinh Tổng thống tỉnh Siêm Diệp, đặt một điện đài liên lạc thẳng về Sài Gòn. Đặc sứ Ngô Trọng Hiếu vẫn tiếp tục liên lạc bí mật với tướng Đáp Chuân và người anh em của Đáp Chuân cũng là dân biểu Quốc hội Miên. Tướng Đáp Chuân khi nhận được số vàng trên, ông đã đánh điện một mặt cảm ơn Tổng thống Ngô Đình Diệm và cho biết ông đã nhận được quà biếu. Từ đầu tháng 1 năm 1959, hàng ngày cứ 7 giờ sáng, 12 giờ trưa và 9 giờ tối, điện đài và tuyến từ dinh Đáp Chuân vẫn gửi tin tức đều đặn về cơ quan tình báo Phủ Tổng thống. Phía Đáp Chuân cũng đã sửa soạn kế hoạch và tiến đánh Nam Vang một cách bài bản. Tại Sài Gòn, ông Nhu cũng như bác sĩ Tuyến chỉ còn thảo luận việc đem Sơn Ngọc Thành trở lại Nam Vang. Một khi cuộc đảo chính bùng nổ, thì lực lượng của quân khu 4 và quân khu 2 sẽ đông binh tiến về phía biên giới giúp Đáp Chuân nắm khu vực miền Đông và Đông Bắc Campuchia. Cũng vì Sơn Ngọc Thành đã qua Thái Lan, nên ngày lật đổ chính quyền Sihanouk phải hoãn lại và đó cũng là nguyên nhân làm cho âm mưu chính bị bại lộ. Sở dĩ phải lùi ngày lại là chờ Sơn Ngọc Thành đi Thái Lan về. Trong thời gian này, có lẽ tướng Đáp Chuân sơ hở và quá chủ quan nên âm mưu đảo chính đã lọt đến tai tòa đại sứ Pháp. Dĩ nhiên Pháp phải cấp báo ngay cho Sihanouk. 12 giờ đêm ngày 21, đại sứ Pháp cùng đại sứ Nga vào hoàng cung gặp Sihanouk và tiết lộ âm mưu đảo chính của Đáp Chuân. 2 giờ sau, Sihanouk cho lệnh động binh trao cho tướng Non Non, thống lãnh lực lượng dù mở cuộc tấn công chớp nhoáng thành phố Siêm Diệp. 6 giờ sáng, tướng Đáp Chuân còn đang ngủ, quân của tướng Non Non đã tràn ngập thành phố Siêm Diệp. Đáp Chuân không kịp trở tay, ông ta đã cải trang trốn thoát. Quân của Non Non chiếm dinh thống đốc Siêm Diệp và bắt được đầy đủ tăng vật gồm số vàng trên, cùng với hai chuyên viên Việt Nam Cộng Hòa và đài vô tuyến, cùng với một số vũ khí. Khi quân của tướng Non Non tiến về Siêm Diệp, tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa biết rõ nhưng đành bó tay
vì không còn một phương cách cấp báo nào cho tướng Đáp Choăn. Tại Sài Gòn, theo thông lệ 7 giờ mỗi sáng đều nhận được tín hiệu từ dinh Đáp Choăn, nhưng suốt buổi sáng ngày hôm đó, cơ quan tình báo phủ tổng thống linh cảm thấy nguy cơ, âm mưu lật đổ Sihanouk chắc là bất thành. Ngày hôm sau, Thái tử Sihanouk mời tất cả ngoại giao đoàn lên xem chiến lợi phẩm, trong đó có ông Ngô Trọng Hiếu cùng với toàn thể nội các Campuchia. Ngôi sao non bắt đầu rực sáng, đó là thành tích huy hoàng của ông đối với Thái tử Sihanouk. Từ thành tích này, tướng non trở thành một cận thần có thế lực nhất sau Sihanouk. Tại dinh thống đốc Siêm Diệp, Sihanouk không ngớt lời thóa mạ những kẻ chủ mưu này. Sihanouk tuy không nêu đích danh Việt Nam Cộng Hòa, nhưng ám chỉ bằng những danh từ tay sai đế quốc. Sihanouk trình bày tất cả bằng chứng và 100kg vàng cùng với hai điệp viên của Việt Nam Cộng Hòa. Sihanouk quay về phía Ngô Trọng Hiếu hỏi, thưa ngài đại diện, ngài nghĩ thế nào về những bằng chứng rõ rệt này? Ông Hiếu cố làm vẻ thản nhiên rồi đáp, thưa Thái tử quốc trưởng, chúng tôi đến đây để nghe ngài trình bày nên không có gì để trả lời cả. Ngoại giao đoàn im phăng phắc, Thái tử Sihanouk không biết nói sao, nhưng bằng chứng thật là rõ rệt, 100 cân vàng còn giữ nguyên dấu của ngân khố Việt Nam Cộng Hòa, hai nhân viên vô tuyến điện đều là người Việt, lại mang theo cả giấy thông hành Việt Nam Cộng Hòa. Khi Ngô Trọng Hiếu và ngoại giao đoàn được mời đến quan sát hai chuyên viên vô tuyến điện, họ đã bị trói chặt tay. Ông Hiếu đưa tay tát yêu trên má họ và mỉm cười không nói một lời nào. Hai chuyên viên này cũng không biết ông Hiếu là ai. Ít lâu sau, họ bị kết án tử hình. Riêng tướng Đáp Choăn trốn thoát vào rừng, nhưng ông ta vốn nghiện thuốc phiện. Trong lúc phê pha, ông ta nằm gục dưới gốc cây. Lực lượng dù của tướng non bắt gặp và hạ sát ngay tại chỗ. Tại Sài Gòn, Tổng thống Diệm cũng như ông Nhu đều phấp phỏng lo âu cho số mạng của đặc sứ Ngô Trọng Hiếu, vì biết đâu Sihanouk có thể làm hoàng. Nhưng trái lại, Sihanouk chỉ yêu cầu chính phủ Việt Nam Cộng Hòa triệu hồi Ngô Trọng Hiếu. Cũng liên quan tới vụ ám sát hụt này, báo Nhân dân cũng có một bài viết đăng vào ngày 2 tháng 3 năm 2004 với nội dung được tình báo Bắc Việt là ông Ba Quốc thuật lại như sau. Âm mưu đảo chính bất thành, ông Ngô Đình Nhu bày tiếp âm mưu ám sát Sihanouk. Chỉ huy chiến dịch này là Hoàng Ngọc Điệp, phó giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội. Hoàng Ngọc Điệp đóng vai trò một ông chủ lớn từ Sài Gòn sang Phnom Penh ở tại một khách sạn sang trọng để chỉ đạo. Cùng đi với Điệp là một số người do ông Điệp lựa chọn. Kế hoạch là bố trí cho hai người Hoa từ Hồng Kông sang Campuchia mang quà của người bạn thân đến tặng cho Sihanouk. Bom được đặt trong món quà đó. Phương án được bố trí là đúng giờ Sihanouk nhận quà thì bom sẽ phát nổ. Điệp vụ Ba Quốc được giao nhiệm vụ trọng yếu của kế hoạch này. Một mặt ông được giao liên hệ với hai người Hoa mang quà từ Hồng Kông và liên hệ với các nhân viên lễ tân để thống nhất thời gian tiếp khách. Mặt khác, ông lên biên giới Tây Ninh do các cán bộ địa phương dẫn đường sang cột mốc 136 gặp người của tướng Đáp Choăn để thống nhất kế hoạch đặt bom. Về việc ông Hoàng Sihanouk không chết thì tình báo Ba Quốc cho biết thêm về thông tin này. Tôi bố trí đặt bom lệch giờ. Ví dụ, thời gian Sihanouk nhận quà là 10 giờ, tôi bảo cho người đặt bom nổ lúc 9 giờ. Cuối cùng thì bom có nổ không? Nổ hay không thì tôi không rõ, nhưng tất nhiên ông Sihanouk thì không chết. Đại úy Lê Thành Hữu bị Bộ Nội vụ Campuchia bắt. Sau này Sài Gòn phải chuộc mất 7 triệu đồng tiền Sài Gòn lúc đó, rồi ông Hữu mới được thả về. Trên đây cũng là nội dung mà chúng tôi tổng hợp lại qua lời kể của hai tác giả Lương Khải Minh và Cao Vị Hoàng. Về tác giả Lương Khải Minh thì đây là bút danh của ông. Tên thật của ông là Trần Kim Tuyến, làm ở Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội, nơi tiến hành tiêu diệt các đảng phái, tôn giáo chống đối, xây dựng và thao túng các tổ chức chính trị, đồng thời cài cắm người vào giới sinh viên, học sinh, công nhân nhằm mục đích phát hiện cơ sở cách mạng. Tác giả cũng là người thân cận, cố vấn cho ông Ngô Đình Nhu vào những quyết định quan trọng trong thời đệ nhất Cộng Hòa.